Yên Thầy, rồi mình lên tên Bà Nhật với tên bến xe nha các bạn. Thủ Đức thành phố gửi cho bà. Rồi bà vô đây, con Vinh vô cho. Đi vô. Con để đây nha bà. Dạ. Cái này của cô Mỹ ở Thủ Đức ở trên thành phố á, gửi cho bà. Sao đám mã
gửi cho chị lốc nước. Cái này của cô Mỹ ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh á. Hoàn cảnh chị cũng bệnh, thay đỡ chưa chị? Chưa, dạ. Dạ. Giữ có nhà. Ông mới đi đó. Ông mới đi rồi đặng á. Để chú ba rồi. Về. Rồi có cô Mỹ ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh gửi cho anh lốc nước uống. Anh bị bệnh gan nặng rồi, hoàn cảnh khó khăn. Rồi giờ em về nha anh. Gì đưa bán lại chưa?
lượm không gì? Nay có đi lượm da chai không? Sao? Bữa nay gì có đi lượm da chai không? Có. Có hả? Đi lượm rồi đó. Dạ. Lượm áo ngoài đây nè. Dạ. Cái này của cô Mỹ ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh gửi cho gì? Dạ, cảm ơn á. Dạ. Này cái này nó khác à. Đổ dạ. Này nè. Dạ. Khỏa khoản. Dạ. Hiểm không? Gì đi lượm da chai. Cảm ơn cô Bảy nha. Cô Mỹ. À, cô Bảy Thủ Đức không? Cô Mỹ Thủ Đức. À, cảm ơn con. Dạ, chừng nào đi bán giấy số lại chú? Chưa biết thôi, chừng nào nhà nước đâu cho đi chứ. Chưa có số mà. Dạ. Chưa biết là sao nữa đây, 22 hay là 30 chưa biết nữa. Dạ dạ. Để con đi nha chú. Dạ, cảm ơn con. Dạ. Biết có nhà không? Em đem chắc chiều thì em đem cơm cho mẹ á, thử là nãy giờ còn ngồi. Dạ. Đọc á. Bỏ chó này có sao không? Dạ không, nó hiền khô à. Này nhà, nhà có gì tươi? Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Dạ.
Rồi còn lại 8 lóc ngày mai mình đi tiếp nha các bạn. Giờ tối rồi, ngày mai mình đi tiếp gửi cho bà con. Thôi mình xin kết thúc cái video này. Mình cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của mình.